Ui, cái gì đây nhỉ? Wow, ây da. Wow. Ấy, mình đã nhặt được rồi các bạn ơi. Một khẩu súng đồ chơi này. Ấy da. Ui, rất là nhiều bùn các bạn ơi. Ấy da. Wow, nhiều bùn quá. Ấy da. Bằng chiu, bằng chiu, bằng chiu. Wow. Bằng bằng. Ui, ở ngoài kia có cái gì kia? Đi cùng mình ra xem nhá. Cái gì đây? Ui chà, cái gì đây? Wow. Ho ho. Ấy da. Wow, cái gì đây nhỉ? Ui chà. Ấy da, các bạn ơi. Một em xe tăng. Em xe tăng này nhá, bị dính rất là nhiều lá cây ở đây này. Đấy, tí về tắm cho em ý. Lốp này, 4 quả lốp luôn. Rất là to các bạn ơi. Wow. Ui chà. Ok, cho vào đây nhá. Đi tìm tiếp nhá các bạn ơi. Rồi. Wow, đây rồi các bạn ơi. Tiếp tục. Wow, một em máy xúc rất là xinh xắn này các bạn ơi. Đấy. Xúc đất này. Đấy. Một em excavator nhá. Xúc đất. Đấy. Ok. Đấy, em này xoay tít luôn các bạn ơi. Ui xa. Cho vào đây, đi tìm tiếp nhá. Nào. Wow. Ở đống rác này có cái gì đây các bạn ơi? Ui. Này. Wow. Cái gì đây? Ui. Em này to lắm này các bạn ơi. Wow. Một em máy xúc lật nhá. Một em bulldozer. Bulldozer này. Rất là to các bạn ơi. To lắm. To hơn tay mình luôn này. Đấy. Em này xúc đất ác lắm này. Em. Thôi. Xúc luôn em này vào nhá. Em gì đây? Ây da, xúc em này. Ây da. Wow. Lại một em xe cảnh sát nữa này các bạn ơi. Ui da. Em này là em cảnh sát này. Ok. Tiếp tục nhá. Đi tìm nào. Ui, đây này. Cái gì đây? Đấy. Wow. Một em xe cứu hỏa này. Rồi. Cho em cứu hỏa vào trong này. Đi tìm tiếp nhá. Thế nào. Đây rồi. Cái gì đây? Cái gì đây này các bạn ơi? Đây. Ý, một em xe tải này các bạn ơi. Một em xe tải nhá. Đấy, chở hàng, xe tải chở hàng. Ok, cho em này. Tiếp tục nào. Đây nữa này. Wow. Wow, một em xe nâng các bạn ơi. Đấy. Úi chà. Em này nâng được luôn này các bạn này. Đấy. Ok. Đây, em này là một em máy xúc rất là to này các bạn này. Wow. Cho xuống nước nhé các bạn nhá. Wow. Ui chà. Đấy, bàn chải mình sẽ cọ cho em ấy nhá các bạn ơi. Đây. Wow, bẩn lắm này các bạn ơi. Ui, wow. Thích lắm. Ui chà. Wow. Rất là sạch nhá các bạn ơi. Đấy. Ui chà. Em này nặng lắm các bạn ạ, mà rất là to nhá. Đấy. Wow. Các bạn ơi, sạch rồi này. Đấy. Một em máy xúc nhá. Excavator này, rất là to luôn. Wow. Ý chà, excavator. Rồi. Cho vào đây. Wow. Chà, tiếp tục đi các bạn ơi. Em này nữa nhá. Nốt em này. Em này là em xe máy xúc này. Em này cũng rất là to này các bạn này. Wow. Wow. Em ấy sủi bọt luôn. Nổi bong bóng luôn các bạn ạ. Đấy. Wow. Wow. Đấy, thấy chưa các bạn thấy không? Rất là sạch nhá. Wow. Còn em máy xúc to đây các bạn ơi. Đấy. Rất là to nhá. Wow. Rồi, hai em luôn rồi các bạn ơi. Tiếp tục nhá. Xem nào, còn em nào nữa không? Em này đi. Em này là em gì đây? Một em xe trộn bê tông này các bạn này. Đấy. Wow. Một em chắc mixer. Đấy, xe trộn bê tông các bạn nhá. Này. Đấy. Rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Rồi, cho ăn đây nhá. Ok, tiếp tục đi các bạn ơi. Xem nào, em nào ta đây. Em này to lắm này các bạn ơi. Đấy, em này rất là to mà không biết là xe gì nhá. Wow. Wow, em này múc nước luôn này các bạn này. Đổ ben luôn này. À, múc nước này các bạn này. Đổ nhá. Wow. Wow. Một em xe chở rác các bạn nha. Một em garbage truck. Đấy. Garbage truck. Ok. Ý chà. Cho vào đây. Trời ơi. Nhiều đồ chơi quá này các bạn ơi. Tiếp tục đi. Em này đem gì đây? Wow. Hello. Đấy. Ten 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 ten. Một em police. Đấy. Police car nhá. Đây là có đèn xanh đỏ này các bạn này. Một em xe cảnh sát đấy. Rất là xịn sò luôn. Wow, quay tít lắm các bạn ơi. Đấy, bánh này có giảm sóc này các bạn này. Rất là êm nhá. Một em xe cảnh sát, police car nhá. Cho ra đây nhá. Ok, tiếp tục đi các bạn ơi. Em này là em gì đây? Đấy. Ý chà. Ai da. Em này là em gì đây? Wow. Hello, một em Mini Cooper. Ý. Đóng cửa luôn các bạn ạ. Mở cửa thế mới ác đi em này. Úi trời, vỗ phát mở cửa luôn này các bạn này. Đóng cửa. Em này là em Mini Cooper các bạn ạ. Rất là xịn sò nhá. Đấy. Mini Cooper này. Bánh rất đẹp. Wow. Ok. Cho Mini Cooper ra đây. Tiếp tục nha các bạn ơi. Ui. Wow. Em này to lắm này các bạn ơi. Em gì đây? Wow. Ý chả. Hay nhỉ. Nè 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 nè. Hello. Đấy. Wow. Em này đầu hơi bẩn các bạn ạ. Rồi. Sạch rồi. Đây là một em xe container này. Container truck. À, tractor. Tractor. Một em xe đầu kéo Mỹ các bạn nhá. Màu đỏ này. Đấy. Hôm nay mình nhặt được rất nhiều đồ chơi. Xong về mình rửa này các bạn ơi. Rất là nhiều đồ chơi xinh nhá. Đây nữa này. Wow. Em này là em xe máy này các bạn này. Rồi. Lịch nước này hơi bị thích luôn các bạn ạ. À, em này phải đánh đi mới sạch này các bạn ạ. Em này bẩn lắm. Đấy. Hello. Một em Rasking Moto. Đấy. Một em xe máy, xe đua luôn các bạn ơi. Em này là em xe đua này. Đấy. Ngồi ở đây này, đây là bình xăng của em rất là to này, bình dầu đấy. Ok. Rồi, cho ra đây nha. Tiếp tục đi các bạn ơi. Xem nào. Wow, có rất là nhiều đồ chơi các bạn ạ. Đây nữa này, em này nữa này. Ui. Em này là em sẽ chở dầu các bạn ơi. Truck tanker. Một em truck tanker nhá. Em này là em sẽ chở dầu này. Ok. Wow. Tiếp tục đi các bạn ơi. Wow, wow, wow. Em nào đây? Lấy em này đi. Em này đem gì đây? Đấy. Một em ambulang. Ambulang nhá, xe cứu thương các bạn ơi. Mở cửa này. Cửa này cũng mở được nhá. Đấy. Cho bệnh nhân vào đây này. Đấy. Mở cửa này cho bệnh nhân vào này. Bệnh nhân cho vào đây nhá. Xong đóng cửa lại này. Đấy. Đóng cửa này, bác sĩ ngồi vào đây. Bác sĩ ngồi đây nữa này. Đấy. Một em ambulang. Rồi. Ui các bạn ơi. Ở đây có một cái gì này. Wow. Cái gì đây? Ui. Wow. Cái gì nhỉ? Ui ui ui. Wow. Ui chà. Ui. Ai vứt một chiếc xe ở đây nè. Đây là một em xe chở rác các bạn ơi. Đây là một em xe chở rác nhá. Garbage truck này. Wow. Mở được cả nắp thùng luôn này các bạn này. Đấy. Ui chà. Một em chở rác rất là đẹp nè. Ok. Mình cho vào trong xô nhá. Rồi. Mình đi tìm tiếp nhé các bạn ơi. Xem nào. À. Ui. Cái gì đây? Wow. Ui. Wow. Một em xe đồ chơi nữa này các bạn này. Đấy. Ui. Chà. Wow. Ui chà. Em này là em xe đua nhé các bạn nhé. Đấy. Đây là một em xe đua lốp to này. Mình cho vào trong xô nhá. Rồi. Tiếp tục đi. À, em này là em gì đây? Em này là một em xe chở dầu này các bạn này. Em ấy đi chơi thế là em bị ngã vào bùn này nên là em ấy rất là bẩn nhá. Mình đem em về mình tắm cho em ấy nhá. Nào, tiếp tục nhá. Wow, ở kia kìa. Cái gì đây các bạn ơi? À, wow, một em xe máy này các bạn này. Đây là một em xe máy nhá. Đấy, cho vào đây. Tiếp tục nào. À, một em xe tải các bạn ơi. Xe tải chở hàng nhá. Đấy. Ý, em này bị nhỏ hết cả mặt rồi các bạn ơi. Tiếp tục nha. Ý, nhiều đồ chơi quá các bạn ạ. Ui, ở cái lùm cây này có cái gì này các bạn này. Đây này. Ui, cái gì đây? Wow, ui. À, một em xe các bạn ơi. Một em xe chở rác bé xíu này. Tí hon này. Rồi, đây nữa này. Wow, nhiều xe lắm các bạn ơi. Đấy, hai em luôn nhá. Một em xe trộn bê tông này. Một em xe máy này. Cái gì đây các bạn ơi? Wow. Này, cái gì đây? U chà, ấy, rất là nhiều đồ chơi bị dính bùn này các bạn này. Wow, cái gì đây? Ý, một em xe máy này các bạn này. Xem nào. Wow, một em Vespa Piaggio. Này, có nắp thùng đằng sau luôn các bạn ạ. Đấy, để chở đồ, chở pizza nhá. Rồi, một em. Em này là em gì đây? Wow. À, một em xe cảnh sát các bạn ơi. Đấy, xe cảnh sát màu xanh nhé các bạn nhé. Ok. Rồi, police car. Em này là em gì đây? Em này bẩn thế nhở. Wow, một em fire truck này. Em này là em xe cứu hỏa nha. Đấy, có đèn ở trên đầu này. Đây là thùng đựng nước của em ấy nhé các bạn nhé. Để đi cứu hỏa nhé. Rồi. Tiếp tục đi các bạn ơi. Cái gì đây? Wow. Các bạn biết cái gì không? Đây là một em khủng long này. Khủng long bị dính bùn. Wow. Một em khủng long nhá. Khủng long này há được mồm không? Không được các bạn ạ. Đấy. Một em khủng long màu da cam. Úi chà, ý chà, ý chà, ý chà, ý chà. Ok. Cái gì đây? Tiếp tục đi. Wow. Một em mô tô. Ý chà. Wow. Một em mô tô Harley Davidson. Một em mô tô Harley Davidson nha. Ok. Wiu wiu. Pem 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 pem. Đấy. Wow, sạch rồi các bạn ơi. Một em xe Honda. Đấy, Honda cả. Wow, mở được cửa luôn này các bạn ơi. Trong này có cả vô lăng ở trong này này các bạn này. Mở cửa bên này được này. Wow. Ý chà. Em này hơi bị xịn sò. Đấy, mở được cả nắp thùng luôn. Ui dồi ôi, lốp sơ cua nhá. Đấy, bạch. Bạch, ui giời. Đấy, mở được cả nắp khoang máy này. Đấy, có máy ở trong này các bạn này. Ui rồi em này xịn sò chưa. Wow. Tiếp tục nha các bạn ơi. Nhiều đồ chơi lắm này. Đây nữa này. Em này em gì đây? Wow, em này bẩn lắm. Ý chà. Một em ambulance. Em này là em sẽ cứu thương nhá các bạn nhá. Cứu thương này. Em này mất hết cả lốp rồi này. Mở cửa này các bạn này. Đây là cửa để cứu thương này. Đấy, cho bác sĩ lên đây ngồi trên này các bạn nhé. Còn đây là bệnh nhân sẽ vào đây này. Đấy, bệnh nhân vào đây ngồi nhá. Đóng cửa vào. Ok, đóng cửa của bác sĩ vào. Đây là cửa của chú lái xe này. Chú lái xe ngồi đây nhá. Wow. Ok, tiếp tục đi các bạn ơi. Này. Wow. Một quả super gun. Hi chà. Wow, một khẩu súng đồ chơi các bạn ơi. Super gun. Đấy. Ai chà. Ui chà. Ai chà. Cái này rất là nặng các bạn ạ. Khẩu này bị dính nhiều bùn quá. Đấy. Ui chà. Ui chà. Păng păng păng. Păng păng. Wow. Come on. Đấy rồi. Em này em gì đây các bạn ơi? Một em đâm chắc. Này, em này là em xe ben này các bạn ơi. mở cửa luôn. Đấy, mở nắp thùng này để đổ ben trong này các bạn nhé. Đấy, nâng ben này. Ok. Rồi, tiếp tục nhá. Em này là em gì đây? À, em này là một em xe trộn bê tông các bạn này. Wow, em này bị dính một nửa mặt rất là bẩn này. Mình sẽ rửa cho em nhá. Úi chà. Wow, sạch chưa các bạn ơi. Em này là một em chắc mixer. Đấy, một em chắc mixer nhá. Wow. Rất là đẹp các bạn ạ. Đổ bê tông vào đây này các bạn này. Đấy, chú trộn bê tông sẽ trèo vào đây nhá. Đây là cầu thang của chú ấy này. Rồi, ok. Tiếp tục nhá. Wow, em này là em gì đây? À, em này là một em xe tải cứu hộ của thành phố các bạn ơi. City Survive. Đấy. Một em xe cứu hộ của thành phố nhá. Đấy. Màu trắng. Thùng màu trắng này, rất là đẹp này các bạn này. Đấy. Tiếp tục đi. Em này là em gì đây? Wow. Em lấy xúc. Wow, một em excavator. Một em excavator nhá. Đấy. Quạt 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 quạt. Đấy, có chú lái máy xúc ở trong này các bạn này. Đấy. Hello, hello. À, mình là chú lái máy xúc đây. Em này là một em máy xúc tự hành này các bạn này. Chắc and excavator. Đấy. Ok. Wiu wiu wiu. Úi già, em này em gì đây? Wow, một em xe quân sự các bạn ạ. Có khẩu súng này. Ui cụt 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 cụt. Cụt 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 cụt. Pam 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 pam. Đấy, xe quân sự các bạn nhá. Ok, tiếp tục nhá. Em này em gì đây? Tiếp tục nào. Một em xe cảnh sát này các bạn ơi. Police car and orange color. Một em xe cảnh sát màu da cam. Đấy. Wow, 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 wow. Pep, pep. Úi giời, em gì đây? Wow, một em máy kéo này các bạn này. Xe máy kéo phục vụ nông nghiệp này. Đấy. Ok, tiếp tục đi. Nào. Wow, một em guốc công trường. Xe ben công trường các bạn nhá. Đùm chắc em guốc. Ok. Rồi. Em cuối cùng này các bạn này. Em này là em gì đây? Một em xe cảnh sát màu vàng các bạn ơi. Lamborghini. Một em xe cảnh sát siêu xe nhá. Siêu xe Lamborghini nhá. Rất là nhiều đồ chơi này các bạn ơi. Wow. Ui, nhiều xe đồ chơi quá này các bạn ơi. Đây là một em xe ben này. Ben, ben, ben. Đấy. Một em xe ben nhá. Em này là 30 tấn luôn. Ui cha. Đây. Nâng ben luôn các bạn ạ. Em phải nâng ben được nhá. Đấy. Ok, một em xe ben cho trong giỏ nhá. Đây nữa này. Em này là em xe phọc này. Xe phọc chở máy các bạn nhá. Có chú lái xe ở trong này. Cho em phọc vào đây. Rồi đi tìm tiếp các bạn nhá. Đây nào. Đây rồi. Em này là em gì đây? Wow, hai em chở nhau luôn. Em này cao thế nhờ. Đen. Đen. Wow. Ui, em này đã bị đổ rồi các bạn ơi. Lại một em xe ben nữa này. Wow, em này nâng ben to thế các bạn ơi. Ý chà. Wow. Ok nhá. Cho trong giỏ đi. Đấy, em này nữa. Cất hết nha các bạn ơi. Tiếp tục đi, đi tìm nào. Đây đã này. Wow. Ui, em này là một em máy xúc này. Máy xúc tự hành này các bạn ơi. Đấy, chắc excavator. Đấy. Wow. Ui. Đấy. Xúc đất. Xúc đất, xúc đất. Ây. Em máy xúc này ác không. Rồi, cho vào đây các bạn nhá. Em này là em dơ móc này các bạn này. Em dơ móc rất là to màu trắng này. Ok, cho vào đây. Đấy, tiếp tục nhá. Ui, em này em gì đấy các bạn ơi. Wow, một em máy xúc nữa này. Em máy xúc này bị bẩn các bạn ơi. Em bị dính rất là nhiều bùn các bạn ạ. Đấy. Wow, cho em máy xúc vào đây nhá. Excavator. Em này em gì đây? Wow, một em xe cảnh sát này các bạn ơi. Đấy, đây là cái đèn xanh đỏ của em này. Ok, cho đây đem về đi rửa đi. Wow, em này em gì đây? Hơi bị cute luôn. Em này em xe buýt phải không? À, em này mở cửa trên đầu này các bạn này. Mở đây nhá. Ai. Wow, trong này có cái gì đây? Hi. Wow, em xe này bẩn thế. Một em xe cảnh sát các bạn ơi. Cho vào đây. Rồi. Đây nữa này các bạn ơi. Wow, nhiều đồ chơi thế ở trong này. Đây là một em xe ben này, đùng chắc này. Đùng chắc. Ok, tiếp tục đi. Đây nữa này. Wow, em này là một em xe cảnh sát này các bạn này. Xe cảnh sát mui trần luôn. Đấy. Wow. Đấy, một em xe cảnh sát nhá. Cho một em xe Jeep xuống trước nhá. Ui chà. Wow. Rất là sạch nhá các bạn ơi. Wow. Đấy, mình lấy cái bàn chải này mình cọ nhá. Đấy, rất là sạch này. Để cọ lốp cho rất là sạch nhá. Có hai chú lính chì này nữa. Wow, các bạn ơi. Đây là một em xe Jeep nhá. Đấy, một em xe Jeep màu xanh này các bạn này. Ok. Wow. Wow. Có hai chú lính ở đây nha các bạn nhá. Hai chú lính ngồi lái xe này. Ok, mình cho đây nhá. Rồi, tiếp tục đi các bạn ơi. Wow, có em siêu nhân này các bạn ơi. Ui già, em siêu nhân này to thế nhờ. Hello. Wow, úi chà. Em siêu nhân này tắm luôn. Đấy. Ok. Hello. Đấy, mình là một siêu nhân húp đây. Siêu nhân húp này màu đỏ luôn nhá các bạn nhá. Không phải là màu xanh nhá. Em này là màu đỏ. Một em siêu nhân húp. Đứng ở đây đi. Cho em đứng ở đây nhá. Rồi, tiếp tục nha các bạn ơi. À, em này em gì đây? Ok. Đấy. Wow, em này vẫn còn bẩn đấy các bạn ơi. Tắm lại nhá. Lấy cái này. À, đây là một em xe cứu hỏa này các bạn ơi. Một em xe cứu hỏa màu đỏ nhá. Đấy, có ghế ngồi các thứ rồi là đồ đạc để cứu hỏa đây này các bạn này. Đây là cái súng bắn nước này. Đây là thùng đựng nước nhá. Đấy, một em xe cứu hỏa màu đỏ rất là xịn sò các bạn ạ. Rồi, tiếp tục đi. Ui, em này. Lấy em này. Đấy rồi. Úi giời, các bạn biết xe gì không? Đấy. Pizza. Các bạn ơi, đây là một em xe cảnh sát này. Xe cảnh sát màu trắng nhá. Police car. Đấy, có đèn xanh đỏ này. Wow, em này biến hình thành siêu nhân luôn. Wow. Ui chà, như nào nhỉ? Ở đây. Wow, em biến hình siêu nhân này các bạn này. Đấy, có mặt đây nhá. Đấy, mặt của em siêu nhân này này. Robot. Robot biến hình các bạn ơi. Ý da, biến hình thành xe cảnh sát này. Đấy. Wow, em này hơi bị xịn sò luôn các bạn ơi. Tiếp tục nhá. Đây, em này đi. Wow, em này em gì đây? Ý chà. Wow, em này bẩn lắm các bạn ơi. Wow. Em này hơi bẩn các bạn ạ. Đấy. Một em máy xúc lật nhá. À, bulldozer. Múc nước này các bạn ơi. Đấy, đổ nước này. Đấy, xả múc nước. Ai da. Wow. Em máy xúc lật này hơi bị xịn sò luôn các bạn ạ. Cho ra đây. Tiếp tục nhé các bạn ơi. À, em này em gì đây? Rửa em này nhá. Úi chà. Hi hi. Hello. Một em xe chở dầu nhá. Một bình tanker. Đấy, ok. Một em xe chở dầu này. Rồi, mình cho đây nhá. Tiếp tục đi các bạn ơi. Em này làm gì đây? Wow, em này em lạ thế nhở. Nè 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 nè. Một em xe tải nhá. Em này chuyên ra chở máy luôn các bạn ạ. Đó, chở những cái xe khác lên trên thùng này. À, em này mặt vẫn bẩn này các bạn này. Rửa mặt em ấy. À, rửa mặt đánh răng. Rồi, em này sạch rồi. Cho vào đây. Tiếp tục đi các bạn ơi. Nhiều xe lắm. Ê, em này đi. Ui chà. Wow. Một em xe tăng. Wow. Em này em xe tăng nhá. Nòng pháo rất là to này. Đấy, xe tăng quân sự các bạn ạ. Cho đây nhá. Ok. Tiếp tục đi. Một em hái xúc. Wow. Ok. Một em máy xúc các loại màu các bạn ơi. Bánh màu hồng này, thân màu xanh này, cần xúc màu vàng. Đấy. Xúc đất, xúc nước nhá. Đấy, xúc nước này. Ai xà, xúc nước. Wow. Một em excavator. Rồi. Tiếp tục đi, em này. Úi xà. Một em xe bán tải này các bạn ơi. Xe bán tải nha, rất là to. Bán tải 3 bánh luôn, 3 cầu luôn. Úi giời, em này hơi bị xịn. Màu bạc nha. Xe này hơi bị đắt tiền đấy các bạn ơi. Tiếp tục nào. Wow, đúng rồi. Ui, một khẩu súng này các bạn ơi. Úi chà. Băng 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 băng. Băng băng băng. Rồi. Rồi, đây là một khẩu súng đồ chơi các bạn ơi. Đấy, Super Gun, lên cò. Bằng, 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 bằng. Wow, đây rồi các bạn ơi. Cái này là cái gì đây? Wow, ui. Một em siêu nhân này các bạn ơi. Xe máy siêu nhân này. Mình nhặt được một em Superman. Đấy, xe máy Superman nhá. Rồi, cho vào đây. Đi tìm tiếp nào các bạn ơi. Xem nào. Hay già, còn không nhỉ? Wow. Wow, đây rồi các bạn ơi. Cái kia, đây này. Ui, cái gì đây? Wow. Một chiếc búa của thần thò các bạn ơi. Ấy, ui già. Đi tìm tiếp nhá, xem nào. Wow. Ui, cái gì kia các bạn ơi? Wow, cái gì đây nhở? Ui trời ơi. Wow, các bạn ơi. Nhiều xe cần cẩu máy xúc thế này. Wow. Này, ở đây có một em này. Hello. Ui già. Các bạn ơi, này. Ui trời. Wow. Một em máy xúc rất là to này. Đấy. Máy xúc này bị dính rất là nhiều bùn nha các bạn nhá. Này. Đấy, nhiều bùn lắm này. Mình đem về tắm cho em ý nhờ. Cho vào đây nhá. Ok, một em. Rồi đi tìm tiếp nào. Đây nữa này. Ui. Rất là nhiều máy xúc bị bẩn này. Wow. Ui xà, cho vào đây. Tiếp tục đi các bạn ơi. Nhiều quá này. Ui, lại một em nữa. Nhiều quá các bạn ơi. Trời ơi. Cho vào đây nha. Tiếp tục nào. Lấy về đi tắm nha các bạn ơi. Wow. Lại một em nữa này. Wow, em này lốp rất là to các bạn ơi. Đấy, to bằng bàn tay mình luôn này các bạn này. Máy xúc này rất là to các bạn nhá. Rồi, cho vào đây. Cho nước nhá. Wow. Ui chà. Đấy. Wow. Em này rất là bẩn các bạn ơi. Đấy nhá. Đấy. Trời trời. Wow. Đây là một em xe cảnh sát này các bạn ơi. Đấy. Một em xe cảnh sát gầm cao nhá. Lốp rất là to. Ấy, mở cửa luôn. Úi cha. Ấy da. Wow. Ok. Quén quén quén. Ok, tiếp tục đi các bạn ơi. Em nào đây? Wow, rất là nhiều đồ chơi. Phải rửa từ từ đấy các bạn ơi. Đây em này nữa này. Ý chà. Nè 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 nè. Một em xe cảnh sát nữa nè. Wow, em này màu trắng tinh khôi luôn. Hơi bị đẹp các bạn ơi. Đấy, đèn xanh đỏ nè. Wow. Cho ra đây nha các bạn ơi. Tiếp tục đi. Wow, một em máy xúc này các bạn ơi. Em máy xúc này rất là bẩn này. Ok. Đấy, một em máy xúc này. Wow. Múc nước nào. Ấy chà. Hi. Múc nước này. Ui chà. Em này múc nước hơi bị giỏi luôn các bạn ạ. Rồi, cho này ra đây các bạn nhá. Cho đứng trên đầu xe này luôn các bạn ạ. Tiếp tục nào. Em này đi. Wow, em này em gì đây? Ui ui. Wow, một em máy xúc nữa nhưng mà rất là bẩn các bạn ơi. Cho xuống nước nhá. Nè. Ui chà. Wow, một em máy xúc màu vàng. Em này là máy xúc tự hành các bạn ạ. Em này là Chuck and Excavator. Đấy. Wow, cần em này rất là dài các bạn. Ui. Wow, em này rất là khỏe các bạn ơi. Cho em máy xúc ở đây nhá. Đấy, các bạn ơi, nhiều lắm. Đây nữa nè. À, đây là một em xe ben này các bạn ơi. Em Doom Chuck nhá. Hôm nay mình nhặt được rất là nhiều đồ chơi. Wow. Em Doom Chuck này màu da cam luôn các bạn ạ. Hơi bị xinh, hơi bị xịn sò luôn nhá. Đấy. Ui. Em Doom Chuck. Ok, cho ra đây. Tiếp tục đi các bạn ơi. Em này là em gì đây? Wow. Em. Đấy, các bạn biết em này là em gì chưa? Em này là em xe quân sự đấy. Xe tải quân sự các bạn nhá. Đây, nòng pháo này. Păng chiu. Đấy, một em xe tải quân sự nhá. Ok, cho đây. Tiếp tục nhá. Wow, em xe ben to này. Em xe ben to này bị bẩn này các bạn ơi. Đấy, nâng ben này. Đấy, rồi. Ben. Wow, ben của em vẫn nổi này các bạn ơi. Rồi. Rồi. Sạch rồi các bạn ơi. Đấy. Em xe ben này đã được tắm sạch các bạn nhá. Đấy. Một em Doom Chuck này, có bác lái xe ở trong màu da cam này các bạn ơi. Đấy, ben màu xanh lá cây luôn. Hơi bị xinh. Ok. Cho ra đây nhá. Rồi, tiếp tục đi các bạn ơi. Wow, em này là một cái đầu kéo này. Cái thùng này, thùng container này. Còn đây là đầu kéo này các bạn này. Đấy, rửa nhá. Ok. Wow. Em này là một em container này. Đầu kéo Mỹ đấy các bạn ơi. Đấy, còn đây là thùng container nhá. Mình lắp cái này vào đây các bạn nhá. Đấy. Ok, thế là đã xong. Đấy, xong một cái đầu kéo các bạn ơi. Em... Ui. Em bị rơi rồi. Lắp lại nhá. Rồi, được rồi, chắc rồi. Đấy, quá chắc luôn. Phát này cực kỳ chắc. Rồi. Tiếp tục nhá. Đây này. Wow, em này bẩn quá này các bạn ơi. Ui da, mình rửa cho em ấy nhá. Nào, ra đây anh tắm đây nhá. Wow, sạch rồi. Tương đối là sạch rồi các bạn ạ. Đấy. Em này quá bẩn luôn. Ui, trong này bẩn lắm các bạn ơi. Đấy. Một em xe cute phô mai que đã được tắm sạch nè. Đấy, mở cửa luôn. Đấy. Đây là một em gà bê chắc nè. Mình sẽ cho xuống nước các bạn nhá. Đấy, y cha. Wow. Ui, em ấy ngập dưới nước rồi các bạn ơi. Hi. Đấy. Ai da. Wow. Ai chà. Wow, em ấy sạch rồi này các bạn này. Đây là một em gà bê chắc nhá. Đấy, đây là cái cần của em ấy này. Để em ấy nâng thùng rác ở đây các bạn nhá. Để cho vào đây này. Đấy, để xong bắt đầu mình mới đi đổ rác này. Đấy, đây là một em gà bê chắc nhá. Ok các bạn ơi, mình cho xe ra đây nhá. Rồi, mình tiếp tục rửa nhá các bạn nhá. Thế nào, em này là em gì đây? Thế nào. À, các bạn ơi, em này là một em xe cứu hỏa này. Xe cứu hỏa màu trắng này. Đây là màu đỏ nhá. Đấy, mở nắp thùng này các bạn này. Trong này để chở chú lính cứu hỏa để đi cứu hỏa các bạn nhé. Mình cho ra đây nào. Wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Đây nữa này, em này là em gì đây? Ui, em này em ấy lặn rồi các bạn ạ. Đấy. Đây là một em Chuck Mixer. Một em xe trộn bê tông nhé các bạn nhé. Đấy. Em này quay cái này để trộn bê tông này. Đấy. Wow. Ui. Đây, em này chơi hơi bị thích luôn các bạn ạ. Rồi, cho ở đây nhá. Tiếp tục đi. Wow, em này em gì đây? Em này quá là bẩn luôn các bạn ạ. À, em này đi nghịch bẩn này, rất là bẩn nhá. Rồi. Isa. À, một em xe Jeep nhé các bạn nhé. Em này mở được nắp thùng, nắp của khoang máy này. Đây là máy của em ở đây nhá. Đấy, mở cửa được luôn. Em này như thật luôn các bạn ạ. Có vô lăng ở trong này này, để lái xe này. Đóng cửa nhá. Đấy, bên này nữa này. Wow, em này như thật luôn các bạn ạ. Một em xe Jeep mui trần nhá. Rồi, mình cho em ấy ra đây. Wow, ba em rồi các bạn ơi. Đây là em gì đây? Wow. À, các bạn ơi, em này là một em xe cứu hỏa này. Cứu hỏa có cần nhá. Chú lính cứu hỏa sẽ trèo này này. Bách, 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 bách. Đấy, chú đứng ở đây nhá, để chú cứu hỏa nhá. Đấy, kéo cần được nhá. Wow, hi. Một em xe cứu hỏa cần dài. Úi xà, quay được luôn các bạn ạ. Đấy, em này em cứu hỏa rất là xịn sò này. Cho em xe cứu hỏa đứng ở đây đi. Wow, xinh quá các bạn ơi. Nào, tiếp tục nhá. Em này là em gì đây? Ui, em này nhìn hay nhờ. Nào. À, các bạn ơi, em này là một em cần cẩu cần dài này. Cần em ấy rất là dài nhá. Đây là một em crane. Đấy, chắc crane. Đó, một em xe cứu hỏa này. À, xe cần cẩu cần dài này. Cho ra đây. Tiếp tục nhá. Đây, em này là em gì đây? Wow. Em này là một em xe bulldozer. Em bulldozer. Em này là em máy xúc lật nhá các bạn nhé. Máy xúc lật này. Ui chà, ui chà. Ha ha, tớ là máy xúc lật đây. Tớ chuyên gia đi xúc đất nha. Để làm nhà cho mọi người. Làm nhà cho bà con nông dân nha các bạn ơi. À, mình cho ra đây nhá. Mình tiếp tục. Wow, ở đây có một em xe tăng này các bạn này. Em xe tăng này rất là to này. Đấy. Rất là xinh luôn. Mà em rất là bẩn nhá. Tắm em này nào. Wow. Ui. Isa. Wow, em xe tăng này tắm rửa rất là sạch sẽ các bạn ạ. Em ấy tắm sạch nhìn rất là đẹp luôn. Em xe tăng màu xanh. Em này là xe tăng quân sự các bạn nhá. Em ấy có nòng pháo này. Có thể bắn nhá. Păng păng păng. Păng chiu, păng chiu, păng chiu. Wow. Super tăng các bạn ơi. Cho ra đây nha. Ok. Tiếp tục nha các bạn ơi. Đây, em này là em gì đây? À. Nhi, các bạn ơi, em này là một em police. Police car. Em này là xe buýt cảnh sát nhá. Police bus. Ấy. Nhi. Xe buýt màu xanh luôn các bạn ơi. Rất là đẹp này, xe buýt cảnh sát nhá. Rồi, ui 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 ui. Wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ạ. Rồi, em này là em gì đây? Em này lạ thế. Đây nào. À, các bạn ơi, em này là một em cute Formicoen này. Em này là em cần cẩu cute nhá. Đấy. Đấy già, có cái cần cẩu này các bạn này. Cần cẩu nhá. Có mặt cute này. Lốp rất là to nhá. Đấy. Em, tớ ở đây nhá. Để tí nữa tớ đi cứu hộ các bạn nhá. Rồi, tiếp tục nào. Em này là em gì nhỉ? À, các bạn ơi, em này là một em siêu xe này. Có thể mở được cửa này. Siêu xe đi đua nhá các bạn nhá. Đấy, em này rất xịn luôn. À, mở được cả nắp này luôn này. Nắp khoang máy nhá các bạn nhá. Đóng nắp này. Đóng cửa này. Đóng cửa này. À, đây là một em siêu xe các bạn ạ. Rồi, mình cho ra đây. Ok, tiếp tục nha các bạn ơi. Em này là em gì đây? Ui, em này là một em khủng long này. Em khủng long rất là bẩn này các bạn ơi. Đấy. Mình tắm em nhá. Wow. Em này là một em khủng long màu đỏ này. Khủng long tê giác luôn các bạn ạ. Em này có nòng pháo ở trên đầu này. Có thể Bắn được, băng chiu, băng chiu. Wow, em khủng long màu đỏ rất là xinh các bạn ạ.